Anh làm tam tấu BBC đi. Rô 88, B 85, B 93. Bạn này yêu cầu khó ghê, toàn hàng hiếm và hàng hot, nhưng mà mình thích. Bé gì mà rất lắt léo. Một tiểu hướng B đánh góc, sau đó là lườm dao cắt thịt của Ronaldo, và kết thúc là Benzema. Quá hoàn hảo cho một tình huống toàn quốc. Quá đẹp các bạn ạ. Quá mạnh nhưng đủ để hạ gục Manuel Neuer. Quá hay các bạn ơi. Mặc dù hay như thế nhưng vẫn có những sự so sánh là tam tấu BBC vẫn không mạnh bằng tam tấu MSN của Barcelona. Thì cùng tìm hiểu vì sao lại như thế nhá. Bắt đầu nào. Rồi. Và đây là con ạc của chúng ta nhá. Con ạc có một vài con hiếm và cũng một vài con hàng độc lạ bình dương nữa các bạn ơi. Thì mình sẽ sắp xếp lại một chút đã nhá. Chúng ta để sơ đồ 4-3-3 cho đúng với tam tấu của BBC chúng ta. Đó. Rồi mình sẽ để tạm như thế đi. Đây là Karim Benzema của chúng ta đây. Full fit và shot 100 các bạn nhá. Chỉ số đẹp nhất đây rồi. Rất là nhiều bạn muốn đập full fit và shot 100 nhưng vận may vẫn chưa đến. Đập rất nhiều lần nhưng vẫn xịt các bạn ạ. Và bên cạnh đó là Ronaldo 98 của chúng ta đây các bạn ơi. Full fit và shot 92. Còn 98, nhiều bạn đập nhưng mà không vào shot như thế này thì cũng phải chịu thôi. Chỉ số như thế này cũng quá ngon rồi, cũng chả có gì phải chê cả. Và bên cạnh đó là Gareth Bale, phiên bản tốt nhất của Bale đây các bạn. 83 và mắc lên 93, có full fit. Còn 83 và shot 87, đá cánh cũng quá ngon rồi. Và bên cạnh đó, cũng còn một vài con hàng độc lạ bình dương như là Alexis Sanchez đây các bạn, con hàng tự của Barcelona. Đó, được full fit, quá ngon luôn. Còn 84 và shot 78. Shot thì không ổn lắm nhưng mà các chỉ số khác thì ngon nhá. Đây là shot Ong Min. Shot Ong Min cũng bình thường. Và bên dưới cũng là con hàng độc lạ bình dương, Chiellini các bạn nhá. Mắc chỉ số 92 nhưng cũng là nền xanh đây các bạn. Có full fit và tắc 94. Chỉ số quá đẹp. Và bên cạnh là Frank Ribery. Mắc chỉ số 89 các bạn nhá. Chỉ số cũng cực ngon. Có 2 dòng 100 và thể lực là 93. Hàng hiếm 89. Đúng là quá ngon rồi các bạn. Kenny Walker. Còn đây là Alisson các bạn nhá. Alisson cũng có chỉ số cực ngon là GKR 100 và GKH 86. Đó, số rất là đẹp. Mặc dù trên lý thuyết là chỉ số lệch nhau nhiều quá thì xịt, nhưng vẫn không sao. Có một dòng 100 là GKR như thế này cũng cực hay. Và vì sao mà tam tấu BBC được đánh giá thấp hơn tam tấu bên phía đại kình địch Barcelona là MSN? Thì là do thời điểm thôi các bạn. Các bạn so sánh thời điểm ở bản DLS20, chỉ số ở trong game trước đã nhá. Ronaldo bản DLS20 là 88, nhưng Messi khi đó là 89 rồi các bạn. Như vậy là Messi đã hơn Ronaldo nhá. Tiếp đến đó là Gareth Bale, phiên bản tốt nhất của Bale khi đó là 83, và được so sánh với Bale là Neymar khi đó đã là 86 rồi các bạn. Và Neymar tiếp tục hơn Bale một lần nữa. Và còn lại đó là Benzema. Benzema thời điểm đó chỉ có 81 thôi các bạn, nhưng Luis Suarez đã là 84 rồi, và chỉ số tiếp tục hơn một lần nữa. Đó, nguyên ở trong game chỉ số đã thể hiện rất rõ ràng rồi, tam tấu MSN hơn tam tấu BBC các bạn nhé. Do là thời điểm đó, thời điểm kết hợp tam tấu BBC, Ronaldo và Bale thì đang rất ngon, nhưng mà Benzema thì lại hơi lạc nhịp. Benzema chỉ thực sự ngon ở cách đây 2 năm trở lại đây thôi, thời điểm mà Benzema đoạt quả bóng vàng. Khi đó thì Ben Ú mới thực sự bùng nổ, thể hiện là một sát thủ săn bàn và được tăng chỉ số lên 85 đấy các bạn. Còn ở thời điểm kết hợp với BBC, chỉ số chỉ có 81 thôi. Khi đó vẫn chỉ ở dạng là tiền đạo xuất sắc thôi, chứ chưa thể trở thành một sát thủ săn bàn như bây giờ được. Và ở bên phía đại kình địch, tam tấu MSN thì đều đặt điểm rơi phong độ cực cao rồi các bạn nhá. Như Messi thì quá đỉnh rồi, không phải nói gì nữa. Còn Suarez là từ Liverpool chuyển qua cũng đều đang là sát thủ giành chiếc giày vàng. Và Neymar cũng vậy, Neymar cũng đang đặt điểm rơi phong độ cực đỉnh lúc đấy. Nên là khi kết hợp lại, tam tấu MSN cực kỳ là bùng nổ và cho ra hiệu suất cũng khủng hơn tam tấu BBC nữa. Và các bạn có thể nhìn qua một vài thông số về tổng số bàn thắng trên mọi đấu trường của tam tấu MSN là 111 bàn thắng, và tổng bàn thắng của tam tấu BBC là 70 bàn thắng. Đó, nhưng tam tấu BBC vẫn được đánh giá là tam tấu dội bom hàng đầu, chỉ kém hơn tam tấu MSN một chút thôi các bạn nhá, do điểm rơi phong độ khi kết hợp chưa phải là ngon nhất. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng sắp xếp lại một chút nhá, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Mình sẽ
cho tăng thể lực một chút. Đó. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm đối thủ nhá. Đây rồi. Đối thủ của chúng ta là tên hơi kỳ các bạn ơi. Các bạn này có xem được video này không? Và tên rất là ối trời ơi luôn. Không tiện bảo ra không có nữa, các bạn đang xem cùng người lớn lại mất hay. Vậy trận đấu của chúng ta bắt đầu rồi. Đội bạn sẽ là người ra bóng trước. Đội bạn thì ra sân trong trang phục là áo xanh và quần trắng. Nếu mà đội bạn nào mà đang đặt tên như thế này thì không nên các bạn nhé. Ronaldo vượt qua rồi, dứt điểm. Rất đáng tiếc sau đó tình huống dứt điểm lại vào hậu vệ đội bạn. Mình đã đoạt lại được bóng rồi. Chiellini, Armstrong, Ronaldo. Ronaldo dứt điểm ngay. Rất đáng tiếc. Tình huống giờ cao đội bạn vẫn làm việc xuất sắc. Thì nó vật góc. Frank Ribery, Chiellini. Quá tuyệt vời. Con hàng độc lạ Bình Dương của chúng ta đã ghi bàn rồi. Chiellini 92. Nhưng mà là miền sạch. Con hàng này là bị lỗi nền các bạn nhé. Đúng ra là thẻ vàng và mách sẽ lên thẻ đen. Nhưng đây vẫn đang là thẻ xanh thôi các bạn. Gareth Bale. Quá hay một tình huống chọc giò Ronaldo. Và sau đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một tình huống dứt điểm chéo góc. Quá xuất sắc của Ronaldo. 98 các bạn ạ. Hai bàn thắng đến rất nhanh. Ở phút thứ 20, cứ 10 phút là chúng ta có một bàn thắng. Karim Benzema. Rất đáng tiếc tình huống vượt qua của Karim Benzema nhưng không thành công. Osimhen. Pogba. Morita. Anh ấy được bóng trong chân của Pogba. Salamin. Sanchez. Rất hay Benzema. Không thể dứt điểm. Rất tốt Salamin. Armstrong. Nêu. Rất đáng tiếc cả đưa bóng vào không được rồi. Salamin. Vẫn đang rất lẩn quẩn ở bên phần sân của đội bạn. Bóng lập bập tứ tung luôn. Gareth Bale. Phạm lỗi rồi. Bạn đã chơi bài sạc. Chơi bóng đang là Benzema. Và vị trí xuất phạt cũng là không thuận lợi các bạn. Rất xa luôn. Ronaldo. Không được. Tình huống dứt điểm đang còn quá xa luôn các bạn ơi. Rồi, như vậy là hiệp 1 của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta tạm dẫn với tỷ số là 2-0. Do sự kết hợp của tam tấu BBC. Ronaldo. Ronaldo. Chuyện đáng tiếc là Ronaldo vẫn bóng mất rồi. Morata. Fernandez. Rüdiger. Valerini. Không thành công. Lỗi rồi. Tí nữa thì Armstrong mất bóng. Kelly Walker. Gareth Bale. Phá trong cánh trở trường. Sau đó phá đỡ bóng lại quá sâu. Hơi đáng tiếc. Những tình huống đưa bóng ngược ở đấy thường sẽ bị sâu các bạn nhé. Rất khó để cắn những kiểu như vậy. Sau đó mình đã đặt lại bóng rồi. Ronaldo. Ronaldo đã vượt qua được một tình huống sạc bóng. Và Ronaldo đã nâng tỷ số lên 3-0. Quá đẹp. Con hàng dứt điểm quá bén luôn. Ronaldo còn 98 ở trong tay nữa thì quá ngon rồi các bạn ơi. Ronaldo. Mất bóng rồi. Tiếp tục là Ronaldo của đội bạn. Morata. Đã đạt được bóng của Osimhen. Benzema. Được, mất bóng. Osimhen.
Messi. Vừa qua thì Messi đã giành quả bóng vàng thứ 8. Messi Infinity. Bây giờ Messi đã có một cái tên mới rồi, Messi vô cực. Karim Benzema đã vượt qua. Liên tục là những tình huống triệt hạ của đội bạn. Những tình huống sạc bóng không thương tiếc. Tình huống bật tường và chạm không thành công của Rô cho Benzema. Sang lên. Gareth Bale. Đấy rồi, Benzema. Và như vậy là tỷ số là 4-0 của chúng ta. Sau những tình huống bắt bóng qua lại giữa hai bên ngay trước vạch 16m50 của đội bạn thì chúng ta đã đoạt được bóng để ghi bàn. Tỷ số đã là 4-0 rồi. Rất hay. Đã đoạt được bóng rồi. Liệu có bàn thắng nữa không? Chuyển cánh rất hay cho Gareth Bale. Tình huống dứt điểm ngay, Bale không thể ghi bàn. Một góc quá hẹp. Ribery không thể đánh đầu. Đánh đầu xong thì Ronaldo còn đứng ở đó tầm vài giây mới có thể tiếp tục dứt điểm được. Nhưng mà hơi chậm rồi. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc. Hơi đáng tiếc là không có bàn thắng của Gareth Bale. Mới chỉ có bàn thắng của Ronaldo và Benzema thôi. Đó. Và như vậy là mình đã trải nghiệm xong tam tấu BBC phiên bản mạnh nhất các bạn nhé. Những phiên bản mà ở phong độ cao nhất như là Bale 93, Benzema 95 và Ronaldo 98 các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu không mình vẫn đăng ký kênh, tham gia group, mình để dưới phần mô tả của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.